Một giáo sư gửi sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng nhờ tuổi trẻ ủng hộ đồng bào miền Bắc. Sáng ngày 10 tháng 9, giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thạch, giảng viên thỉnh giảng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cầm cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ đồng đến tòa soạn báo Tuổi trẻ gửi chút yêu thương cho đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại bởi bão lũ. Chỉ là hạt cát so với thiệt hại nặng nề mà đồng bào đang gánh chịu. Ông tâm sự: "Tôi ngồi nhà xem tình hình mưa bão mấy ngày qua chịu không nổi, thấy xót xa cho bà con ngoài đó quá. Ngay khi thấy báo Tuổi trẻ phát động chương trình ủng hộ, tôi lập tức muốn hưởng ứng, không đắn đo gì hết. Từ hồi xưa tới giờ tôi cũng theo dõi nhiều trận bão lớn nhưng chưa bao giờ thấy có trận nào gây tan hoang như cơn bão số 3, ông Thạch nói thêm. Giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thạch cho biết sổ tiết kiệm này ông để dành từ tiền hưu trí, tiền đi dạy và cả tiền viết sách suốt nhiều năm qua. Ông tâm sự hiện tại đang sống một mình nên không chi tiêu nhiều. Thấy đồng bào miền Bắc đang khổ sở vì bão lũ, ông không kiềm lòng được nên quyết định cầm sổ tiết kiệm của mình ủng hộ hết. Ông chỉ giữ lại phần tiền lãi để lo cho các chương trình thiện nguyện khác. Ông Thạch nói sổ tiết kiệm của ông còn 8 ngày nữa mới tới hạn rút lãi, nhưng sợ không kịp ủng hộ chương trình sẻ chia cùng người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3 do báo tuổi trẻ phát động nên ông mang đến ngay. Có thể 1 tỷ là nhiều với đóng góp của một cá nhân, nhưng cũng chỉ là hạt cát so với những thiệt hại mà đồng bào miền Bắc đang gánh chịu, ông Thạch xúc động nói. Là một giảng viên, ông đặc biệt xót xa trước cảnh bão lũ khiến nhiều ngôi trường bị chìm trong biển nước. Ông hy vọng với sự ủng hộ của ông cũng như nhiều bạn đọc khác, đồng bào miền Bắc sẽ khắc phục được phần nào thiệt hại.